Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn hai ván cờ tuyệt hay: Nam Phương Công Tử Lệ Lý Huynh đại chiến trên đấu trường Thiên Thiên Tường Kỳ. Với hai ván cờ, ván nào cũng phế xe, tấn công rất đẹp mắt. Mời các bạn thưởng thức. Biên bản ván 1, Lục Tử Kiến, cấp độ thần 1.2, Bình Phong Mã, phế xe kinh hoàng, sáu quân đánh một cánh. Sure.
Chỉ.串打 将军
Sure. Jiangjun. Tướng quân.
Tướng quân. Sure. Sure. Oh, sure. Sure. Sure.将军。 将军车马。
吃将军。吃鸡。 Cờ đi, Lục Tử Kiến đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2, Tần Sở, cấp độ thần 1.1, khởi mã cuộc, phế xe kinh điển, 8 quân đánh 2 xe. Sure. 吃。
破事 吃 破相 吃
吃。 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 车居。 吃。
Tướng quân. Phá sự. Tướng quân. Sure. 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 Tướng quân. Tướng quân. Xe 4 thối 2, chiếu tướng, xét cục. Các bạn vừa thưởng thức hai ván cờ rất hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.